Hello, xin chào tất cả mọi người, những người đang xem clip video của mình nha. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng cho anh em cách nhận trang phục ở Tattoo một cách nhanh nhất. Đấy, thì mình sơ qua cái sự kiện này cho mọi người tích điểm để nhận trang phục này nha mọi người. Thì đăng nhập hàng ngày mọi người được 100 điểm và chỉ còn 6 ngày mà thôi, nhưng mà chúng ta phải cần 1.000 điểm thì mới có thể nhận được bộ trang phục này. Đấy, thì anh em bắt buộc phải chia sẻ link. Đấy, thì cái chia sẻ link thì mọi người cũng không xa lạ gì đâu, nhiều sự kiện trước thì Vana cũng có sự kiện chia sẻ link. Đấy, thì hôm nay mình sẽ dẫn anh em chia sẻ link. Đấy, thì không phải dẫn đâu chứ nhiều người cũng biết, nếu mà ai biết rồi thì thôi. Đấy, ai chưa biết thì xem. Đấy, mà người lập thêm cho mình nick phụ nha mọi người. Đấy, mọi người lập thêm cho mình nhiều cái nick phụ thì mọi người ấn vô link đó thì mọi người sẽ nhận được 50 điểm, thì tầm 1.000 đến tầm 20 cái nick. Đấy, mọi người muốn nhận nhanh trong ngày hôm nay luôn thì mọi người phải lập 20 cái nick phụ để mà làm cái sự kiện này. Đấy, thì mọi người dẫn cho em. Đấy, chúng ta sẽ sao chép link thôi, sao thành công sao nhận. Sao chép xong mọi người đăng xuất cái nick này ra. Đấy, đăng xuất ra sao đấy. Ok, đang xuất ra nha mọi người. Đấy, xuất ra, mọi người đang xuất ra. Mọi người vô một cái gì đó để mọi người gửi link ra, gửi cái link mình mới vừa đưa ra. Đấy, ấn vô, đừng vô cái đường link của mình, mình tự ấn vô cái đường link của mình. Đấy, thì cái phần này cũng không có hack, không bung cái gì mà mọi người không phải lo là sẽ mất nick. Đấy, mọi người không phải lo là sẽ mất nick. Đây, mọi người đăng nhập cái nick phụ của mọi người vào. Mình có một tài khoản email mình sẽ đăng nhập vô, mình nhập vào mình thử. Đây nha mọi người, đăng nhập nick phụ. Đấy, chúc mừng, bạn đã nhận được thêm 50 điểm. Đấy, thì mỗi lần bạn được 50 điểm này thì bạn làm khoảng 20 lần cho 20 cái nick thì mọi người sẽ nhận được trang phục Tattoo khá là xịn sò, khá đẹp. Đấy, thì video của mình đến đây cũng là hết rồi, video của mình cũng có được vậy thôi. Đấy, chia sẻ anh em cách nhận nhanh sớm nhất đầu tiên của server Việt Nam này. Đấy, nếu anh em cảm thấy hay thì cho mình một share. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều.